Rồi, xin thưa các bác, sáng hôm nay ba mẹ cậu lại tiếp tục dẫn nó đi tái khám, không biết chừng nào mới gỡ cái băng đây. Hy vọng là ngày hôm nay lên bác sĩ cho gỡ băng luôn. Rồi ngày hôm nay là ngày sinh nhật của ba mẹ cậu nữa, mình thử ra. Nói chung là đến ngày thứ bảy chủ nhật thì các bác biết rồi đó, ba mẹ cậu quay theo dạng vlog, có gì quay đó nha bác. Chia sẻ một cái góc cạnh cuộc sống đời thường của ba mẹ cậu. Từ khi nó bị gãy tay là sáng thứ bảy nào cũng phải đi lên đây. Đây cũng cái bồn nước quen thuộc, hồi đó mỗi lần mà lên đây là chỉ có chích ngừa thôi. Từ khi nó bị té gãy tay thành thử ra là giờ là chán vậy đó. Hy vọng hôm nay mà nó gỡ băng là coi như là khỏi khám nữa. Ráng đi, lát nữa vô chụp X quang cho nó mau, cái vết xương nó mau lành đi. Hôm nay mà con có gãy tay. Tuần này là tuần thứ hai rồi nha bác. Tuần thứ hai đi khám. Đây. Cháu có khám vậy đó. Đây nè. Đó, phòng khám số 4 kìa, dành cho cha mẹ bận rộn đó bác. Ở đây nó có nhiều cũng nha, phòng khám mà các bác thấy cái đề mà chữ mà tiêu chuẩn bảo hiểm y tế đó là phòng khám đó, phòng khám bình thường. Còn siêu nhân robot. Tên lửa. Rồi đây phòng khám cho mẹ mình gọi đây thì có giá tiền rồi bác. Cha mẹ cũng dụm đâu. Rồi đó, các bác xem cái bảng giá nè ha. Ủa mẹ đâu rồi ta? Ủa mẹ đâu? Kêu ba mẹ nghe vô. Không biết mẹ nó đăng ký khám ở cái nào đây. Điểm ơi, mẹ đâu rồi? Để ba mẹ cậu coi mẹ ở đâu rồi. Giờ xuống dưới kia uống cà phê nha bác Phúc Long. Rồi giờ mình đi nha bác, đi coi. Không biết chở để chứ. Thì xin thưa bác là ở đây có phòng khám thường nè, rồi phòng khám robot nè, và phòng khám siêu nhân. Thì thường gia đình ba mẹ còn là chọn cho nó khám cái siêu nhân nha bác. Thì các bác muốn biết siêu nhân giá bao nhiêu thì nó có cái bảng giá sẵn đó, để ba mẹ còn có quay đó. Đó, bên kia là siêu nhân. Đó, siêu nhân đó thì khám đó là dành cho các cô, đây, cô robot ha. Cô robot là nó cũng đã ngon lắm rồi đó, còn siêu nhân thì nó nhanh hơn nha. Thưa bác ha, vô phòng khám siêu nhân là mình ngồi nè. Đã không? Ghế nó cũng khác nữa bác ha. Còn ngoài kia là các bác thấy ghế là ghế ngồi màu trắng. Ghế sắt, còn đây nè, ghế nệm. Mình nhìn bên ngoài các bác thấy nó đông vậy đó, nhưng mà thực sự là vô phòng siêu nhân nữa các bác thấy không? Siêu nhân ngay trong đây nè. Siêu nhân nè. Thằng anh đi vô khám bệnh thì em ở ngoài. Lần trước thì nó đi chích ngừa, còn lần này nó đi theo chơi thôi. Uống nước ngọt hả? Trời ơi, uống xong cái lát nữa mẹ la ba nè. Con nít giờ nó hay lắm nha bác. Con nít giờ nó hay lắm, nó biết mua máy này nè. Chứ thật sự xin thưa bác, nhiều khi người lớn vô đây cũng không biết cách mua. Ê, coi chừng nó xì lên. Đợi một chút xíu. Đăng ký tham gia thành viên Phúc Long. Ba mẹ cậu tham gia hoài vậy mà không hiểu sao tích điểm ha, mỗi lần mua rồi sao. Thấy nhân viên không có nói gì hết. Một phần nhưng mà thôi, ba mẹ cậu thấy nó cũng giảm giá nhiều quá rồi nè. Giảm giá 10.000 thành tiền 50. Một cái bánh mì Pastan nè, với lại cà phê sữa. Rồi, xin thưa các bác. Sau khi khám bệnh xong thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vô siêu thị IAM mình ta. Ba mẹ cậu thường hay nói với bác là cái siêu thị này ba mẹ cậu đi mỗi ngày. Dạ, đi tiếp. Đi mỗi ngày luôn bác, thiệt. Hồi đó nói chung là đi vô ăn, có khi đi siêu thị, đi shopping nè. Ba mẹ cậu là gắn liền với cái siêu thị này, tại vì nó gần nhà đó. Thành thử ra ăn uống rồi. Các ngày trong tuần đó, ba mẹ cậu thường hay ít khi nào mà nấu ăn ở nhà lắm. Đi vô siêu thị ăn cho lẹ, về khỏi đỡ dọn dẹp. Hồi xưa gia đình có một cái, hồi đó thì các bác biết á,
trong cái cuộc sống đó, mình thường hay ăn ở nhà không à, nha, nhà nấu ăn nấu uống, đi chợ mua. Còn thời nay cái cuộc sống nó hiện đại hơn. Đây đây. Thì thời nay nữa ha, trời mới sáng sớm. À, ha, mới sáng sớm luôn á, mới vừa mở cửa ra là đã có người vô ăn rồi. À, cuộc sống mà ăn ở đây một phần vậy là cũng 400-500 ngàn nha bác, không ít đâu. 330 ngàn một người đó, các bác thấy khung cảnh này quen thuộc không? À, mới mở cửa ra là có người vô ăn rồi nha bác. Thì thời nay á, những cái chuyện mà đi chợ về nấu đồ ăn á, nó cực lắm bác. Hầu như những cái gia đình như ba mẹ cò đây nè, hai vợ chồng hai đứa con, ôi trời, có người ăn rồi. Người ta chọn cái giải pháp đó là đi ra ngoài ăn cho nó tiện quá. Tại vì họ nói rằng á, cái thời gian mà nấu nướng á, hồi đó mình nấu nướng ở nhà để ăn cho tiết kiệm nha bác. Rồi bây giờ cái thời gian nấu nướng đó mình ra ngoài mình ăn để mình làm, mình kiếm nhiều tiền hơn. Cuộc sống bề bộn lắm, đi làm ở trong công sở rồi về lo ăn uống rồi nấu ăn nữa, cũng không có thời gian dành bên nhau. Thành thử ra người ta chọn cái cách là đi ra ngoài ăn cho nó tiện. Ủa đi đâu vậy? Đi ăn hả mẹ? Đi ăn hả? Đi xuống dưới rồi đi vòng vòng đây tàn đồ ăn không à? Đi thang máy. Ờ rồi. Ờ đi thang máy, đi thang máy, đằng kia có thang máy rồi con. Hôm nay mình không ăn. Hôm nay là sinh nhật của ba mẹ cô, cho nên đi vô đây là để thứ nhất đó là mua quà cho ba mẹ cô. Cái thứ hai nữa là đi mua bánh kem để tối nay về mình ăn ở nhà. Hồi xưa cuộc sống con người á, ăn ở nhà thường, lâu lâu đi ăn ở ngoài. Chưa chưa hả? Buổi chiều thích thì vô đây ăn cũng được. Rồi. Hồi đó ăn ở nhà không hả bác? Thành thử ra là lâu lâu á được phép ra đường ăn á. Cái thời của ba mẹ cô á mừng lắm. Rồi lâu lâu cái được ra ngoài đường ăn. Khoái. Còn thời nay cuộc sống của người dân Sài Gòn á, họ ăn ở ngoài nhiều hơn, thành thử ra là xin thưa bác là chưa vô con, đợi mẹ đi con. Thời nay á, là ăn ở nhà đó là một cái chuyện hiếm nha bác. Như gia đình của ba mẹ cô á, mấy cái quán này là ba mẹ cô ăn hết rồi nè, ăn thường xuyên nè, nó test sát nè. Cho nên đối với ba mẹ cô thì bữa cơm gia đình ở nhà nó ấm cúng lắm á. Cho nên vào những cái dịp sinh nhật hay gì đó thì thường hay chọn cái giải pháp là ở nhà nấu ăn. Các bác thấy không, cuộc sống giờ nó ngược đời lắm, nó đảo lộn hết trơn rồi. Hồi xưa dân Sài Gòn là canh đến ngày những cái dịp lễ Tết nè, sinh nhật nè, hội họp gì đó để có cơ hội được ra ngoài đường ăn. Còn riêng đối với gia đình của ba mẹ cậu thì bây giờ là những cái dịp mà lễ Tết, hội họp, sinh nhật gì đó, đó là cơ hội để ở nhà mình nấu ăn rồi quây quần với gia đình. Đó là một sự đảo lộn với cuộc sống. Cuộc sống bây giờ nó đảo lộn vô đó đó. Đây, các bác có thấy chịu nổi không? Sinh nhật của ba Michael và tụi nó dẫn ba Michael đi vô My Kingdom nữa bác. Để chi quá ba? Để vô lựa đồ chơi mua cho ba Michael. Đó, đang có mấy cái cặp đang giảm 50% nữa bác. Cặp này là cặp xịn nha bác. Xin thưa bác, tất cả này là điều hàng nhập về đó. Ơi có 200 mấy chục ngàn mà đang giảm 50% nè. Mình nên mua không ta? Rồi. Xin thưa bà con cô bác, tất cả hàng này là hàng nhập khẩu về nha bác. Nhập nguyên cái nha chứ không có giảm đâu nha. Phải hàng Trung Quốc đâu. À. Đừng có đụng vô con, nó rớt bây giờ. Nè, rồi còn có 196 ngàn à. Đó. À. Mua năm sau mà. Nó thấy cũng đẹp mà con. Rồi. Đang giảm giá nha bác. Đang mùa giảm giá. Ủa màu xanh nè con. Con thích cặp màu xanh nè. Con khủng long kìa. Rồi thôi đi con lựa đi. Đó các bác thấy chịu nổi không?
sinh nhật ba Michael mà nó đi mua đồ chơi nó tặng cho ba Michael. Thì ba tặng một con cho ba đâu chơi được. Hai đứa con ba Michael nó thương ba lắm. Đó. Sinh nhật của ba nó mà đi mua đồ chơi. Mua này về sao ba Michael chơi trời. Thì trong đó là Lego nha. Lego xe. Phải không? Thì con thích thì con cứ lượm. Thì con suy nghĩ kỹ nha. Ba mày còn có nói với bác á. Ba mày còn là thành viên gọi là có cái thẻ này nè. Cho nên ba mày còn mới nói là mấy cái món đồ chơi của trong đây là ba mày còn có hết đó. Nhà ba mày còn hàng My Kingdom này nhiều lắm. Đó. Mua nhiều nữa cho ba mày còn cái bếp khạc luôn nè. Giờ bắt đầu cái mình gói quà à. Giấy của My Kingdom. Ở đây là mình mua hàng My Kingdom là mình được gói quà miễn phí nữa à. Giấy này là da xịn luôn không em? Da bò luôn ha. Mình giờ ba mày còn cũng đang cần một cái cọng dây nịt. Ui. Ba mua ba mang rồi nè. Ủa mang dừa không? Dừa. Mẹ lựa cho ba cầm dây nịt cái. Ai biết ba thích cái gì. Ba thích nào đi mẹ mua mẹ tặng ba. Thôi. Mẹ không muốn nó đầm. Mua nó đầm đi. Nè da này nè cái này là xài được hai mặt nè. Ủa đâu rồi nãy quay sao rồi? Ai nói hai mặt? Nãy nó quay qua. Ủa đầm, em quay đầm. Sao vậy? Mày cũng dễ. Ồ hay vậy hả? Sao hai mặt mặt nâu với mặt đen. Cầm hả? Cầm là quay. À đúng rồi. Này quần tây phải không em? Dạ đúng rồi. Quần tây quần jean thì cũng được. Này màu xanh nè ba. Này đâu có hai đầu được đâu. Này được. Được luôn á. Cái dạng này là được. À. Thôi vậy mẹ lựa đại cho ba đấy. Thôi vậy mẹ lựa cho ba rồi cầm đi. Ba thích chứ mẹ có biết. Thế nào đẹp được rồi mặc cái quần tây. Xanh đen hay da bò? Da bò đen đi. Da bò đen vậy là cái này đi. Nhưng mà cái mặt anh muốn lấy mặt này được không ta? Ủa mặt này giống nhau hết không? Khác mà phải không? Mặt đen mặt hai mặt hay sao anh? Mặt này qua dây này. Rồi em thấy cái mặt này em thay qua dây này giùm mà. Rồi đấy. Em lấy mặt này nè mẹ. Mặt này thấy đẹp nè. Màu này. Mà muốn lấy cái da sần hay là da láng? Không da nào cũng được giống nhau mà cũng là da bò mà phải không? Không, cái này là loại này là nó 520. Ủa thôi cái này về rẻ tiền hơn này là chắc nó không tốt rồi. Không, cái loại này 590 hơn, cái này rẻ hơn cái loại. Ủa, này mắc hơn, ủa tại sao nó lại mắc hơn vậy? Tại vì cái da này, nó có nhiều cái da. Vậy mình lấy cái da này đi, đổi cái mặt này, ba thích cái mặt này nè. Rồi lấy cái da này, dây này cho anh được không? Cái đó thì 620, anh đổi mặt qua cho mình. Ok. Ồ, da này nó mềm hơn cái mặt. Nhưng mà da này nó sừng sùi, nó mắc hơn nè. Ý là mình thích cái nào thôi. Nè, đây cũng da bò nè. Rồi, lấy dây này đi. Lấy anh cộng dây này với cái mặt này. À. Rồi. Rồi mẹ có lựa được gì chưa? Chế đổi giá nha. Rồi, giờ mình tính tiền. Rồi, ta-da. Mua xong rồi nha bác. Một cái cộng dây nịt và một cái đôi giày. À. Đây là quà sinh nhật của ba Michael. Mẹ Michael tặng cho ba Michael nè bác. À. Đỡ tốn tiền ghê vậy đó. Cái canh đến mùa sinh nhật là tự nhiên là có quà. À. À. Sinh nhật đó là có quà đó. Rồi ta đã mua xong rồi nha bác. Bên kia ta đứng xếp hàng dài rồi. Nhưng mà mình mua bánh kem là hai quầy riêng lẻ nha bác. Thành thử ra bên đây bánh kem không ai mua hết. À. Ủa, coi chừng rớt rồi không tính có. Rồi. Ồ, sao con không để lên rồi để bánh kem lên trên cao. Rồi ok. À, nào có nón nha, có mũ bảo hiểm, quên, không phải không phải mũ bảo hiểm mà có nón nè, mua mấy cái nón luôn nè. Rồi tối nay mình về mình hỏi bánh kem, hỏi nến nha. Chắc để dưới cốp đi con, để trên nhiều khi nó rớt. Rồi vậy là xong rồi đó bác, bây giờ mình đi về. Hôm nay là thường video cuối tuần là dạng như vlog nha bác. Dịch quay mới đem ra luôn rồi bác.
ở khu Hậu Giang này nè bác, ngay mũi tàu Hậu Giang nè bác, cái vịt quay Thanh Trúc này nổi tiếng không thua gì vịt quay Bùi Hữu Nghĩa ngoài quận 5 nha bác. Đó, đó những con vịt quay mới vừa luộc nên vịt quay ra liên tục. Đó, vàng ươm luôn đó, thấy không? Rồi xong, mình mua xong rồi. Ta da ta da ta da. Đây, đó hôm nay mời các bà con cô bác cùng với ba Michael ăn sinh nhật ba Michael nha. 28 tháng 11 2022. À, với lại ăn vịt quay nha bác. Ăn vịt quay, vịt quay bánh mì. Giờ tụi nó đang trang trí đốt nến. Rồi, rồi bưng phang. Rồi. Tắt đèn tới thui. Rồi, 1 2 3 thổi nha. 1 2 3 nói nè. Hát đi. Happy birthday to you. Rồi, thổi đi. Rồi, mời các bác ăn nha, rồi sau đó mình đi dạo Sài Gòn nha. Hiện tại ba Michael đang đứng đây là góc đường Trần Đình Xu với lại đường Võ Văn Kiệt. Hồi xưa trước mặt các bác đây nè các bác, đó là chợ Cầu Kho. Bên kia căn nhà đó là căn nhà cổ, hồi xưa là cái nhà cổ. Người ta giờ ở đây bây giờ là xịn nhất Sài Gòn nha bác. Chuyên bán về bò, bò giác vàng. Một miếng thịt bò là một ký thịt bò tầm khoảng 4 mấy triệu bác, khoảng 2.000 đô. Đầu bếp thượng hạng chế biến luôn. Các bác thấy, nhìn thấy dàn đèn không, nó nổi bật nhất cái khu vực này. Xin thưa bà con các bác, ba Michael nhìn vô cái dàn đèn này là ba Michael biết rằng là chủ nhân của nó là biết chơi đèn đó bác. Họ bố trí những cái góc, những ánh sáng, cái độ màu sắc của nó đúng là dân chơi đèn đó. Rồi con đường này Võ Văn Kiệt hả bác ha, hồi xưa nó là đường đại lộ Đông Tây. Giờ mời bác lên xe để ba Michael chở bác đi dạo Sài Gòn. Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Bên đây là con đường Hộ Hớn nè. Hồi xưa các bác còn nhớ không, ở đây là cầu Rạch Bần. Cầu Rạch Bần ở đây thì nhìn qua bên đây là cầu Dừa, bên quận 4, bến Nhân Đồ. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 26 tháng 11 2022, bây giờ là 9 giờ 40, nhiệt độ bên ngoài là 27 độ C. Ba Michael đang có mặt ở đây là cái cầu Rạch Bần năm xưa. Cầu Rạch Bần này là hồi đó thuộc về quận Nhì, và năm 1968 là nội đánh lớn ở đây lắm, đánh lớn ngay chỗ cầu Rạch Bần nha bác. Mà đặc biệt á, để ba Michael kể cho bác những cái vùng địa sử nha. Vào năm 1968 á, hình như là đợt tấn công lần thứ hai, thì đặc biệt là vùng đất ngay chỗ cái cầu Rạch Bần ở đây á, là hầu hết là tất cả các vùng á, là bên cảnh sát quốc gia đều nhờ sự yểm trợ của các quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà riêng về cái quận Nhì ở đây nè, thì lúc đó là hai cái điểm nóng, đó là cầu Rạch Bần và thứ hai nữa là cầu Ông Lãnh. Thì hai cái điểm ở đây nè, qua khu vực này á, thì lúc đó hình như là thiếu tá lúc đó là trưởng ty quận Nhì á, thiếu tá hay trung tá gì ba mày cũng quên rồi, tên gì ba mày cũng quên rồi. Lúc đó là khi mà bàn bạc á, lúc đó là tướng Loan đã đưa bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuống yểm trợ. Nhưng mà khi mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa với bàn với bên cảnh sát quốc gia đó là đánh vô luôn. Tại vì theo cái lệnh của trưởng ty quận Nhì á, có nghĩa là bao dây rồi từ từ tiệt con đường sống đó, rồi cứ bao dây rồi từ từ rút tỉa vô hạ gục để tránh cái tổn thương người dân. Nhưng mà phía bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó thì không chịu nha bác, tại vì đánh bằng cái cách mà đó thì sẽ gây ra sự tổn thương quân lính rất là nhiều.
À, cho nên mà với mà lực lượng tinh nhuệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là đánh ập vô cái là xong liền là lẹ lắm. Giống như là những cái vụ mà nã rocket đó, bắn vô là xong. Đó, là coi như là nhanh chóng diệt mục tiêu. Nhưng mà bên lúc đó là trưởng ty quận gì là vì sợ bắn lầm vào những người dân rồi những ảnh hưởng, cho nên là quyết định là không nhờ. Mà nếu mà đánh theo cái phương pháp của cảnh sát quốc gia đó thì bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa không chịu. Hồi xưa ngay đây nữa bác là chợ Cộng Lãnh nè, con đường này là mình đi lên để mình đi qua quận tư nè đó. Thì chính vì lẽ đó cho nên là bên trưởng ty cảnh sát quốc gia mới báo về cho tướng Hoan á, là thôi để đưa quân lực này qua cái địa phương khác, còn cái phương khu vực quận gì này là để cho cảnh sát quốc gia thu xếp. Thì cuối cùng là có một cái loại mìn à, lúc đó là ông tá này ông mới tự nhiên ông có suy nghĩ ra cái loại mìn, là ông nói là ở văn phòng cũng có cái loại mìn, mà có bác biết á, là loại mìn này là dùng để cho thực tập à, thường ở trong các trường á, thường hay nhiều lắm. Có nghĩa rằng đó là nó vẫn nổ như là vẫn vang lên những cái tiếng như là mìn thật vậy đó. Đó, nhưng mà đặc biệt là không có sát thương nha bác. À, chính vì lẽ đó cho nên là ông chợt nhớ cái điều đó ra và cuối cùng là ông đã tung quả mù để giải vây cho những cái cứ điểm nóng ngay chỗ quận gì. Thì đó là những cái gì ba Michael Bếp được ba Michael xin chia sẻ với các cô chú bác. Rồi bây giờ mình đổ xuống dốc cầu Can Mét bên tay trái này, hồi xưa là hãng xe đạp Hữu Nghị nữa bác. Hồi xưa trước năm 75 đó là hãng Lucia. Hãng xe đạp Hữu Nghị này ba mẹ còn nhớ là đó nổi tiếng lắm nha. Nổi tiếng lắm. Giờ mình qua đây là dùng đất Khánh Hội rồi nè, quận 4. Con đường này đường Đoàn Văn Bơ. Ôi cha, con đường Đoàn Văn Bơ này là cấm rồi. Đó, con đường đó giờ nó cấm rồi các bác. Như vậy là con đường Đoàn Văn Bơ bên kia là giờ chỉ còn một chiều à. À, cũng đúng các bác, con đường đó nó nhỏ xíu à, mà đi hai chiều xe hơi vô nữa. À, hay quá, giờ mình đi đường này để mình vòng qua đó thử coi sao. Đây có cầm tắm nè. Vậy là con đường Đoàn Văn Bơ đó là nó đổi lành một chiều rồi bác. Thì ba mẹ cầu xin kể sơ sơ cho bác nghe về những cái năm 68 trước năm 1975. Kể nghe chơi thôi nha bác, chứ ba mẹ cầu không có ác ý gì đâu nha. Những cái gì mà lịch sử thì nó đã qua rồi, cũng gần 50 năm rồi, 68 là hơn 50 năm rồi. Dù muốn dù không thì cái gì nó cũng đã trải qua. Thì những cái ký ức, những cái kiến thức gì mà của các cô chú giờ mình nghe lại những cái lịch sử thôi, chứ ba Michael không có ác ý là bôi nhọ hay là cái gì đâu nha các bác. Để ba Michael xin nó trước để mất công các cô bác khổ lắm. Nói chung là ba Michael làm YouTube cũng khổ lắm, đứng ở làng giữa ranh giới làng đạn à, nói mà không khéo á. Ồ, đây là phố ẩm thực Vĩnh Khánh nè, đây là phố ăn nhậu nè bác. Làm mấy cái YouTube này mệt lắm á, đứng giữa làng đạn không à. Ba Michael mà nói không khéo á thì các cô chú bác ở hải ngoại á thì quy cho ba Michael là mang nói theo cái giọng điệu của. Mà bây giờ mà nếu mà nói mà không vừa lòng á người dân trong nước á thì tự nhiên ba Michael lại mang cái tiếng là đu càng, khổ lắm. Nhưng mà cho nên ba Michael xin nói trước là ba mẹ cầu chỉ lên phần là mình kể để mình biết thêm những cái lịch sử xưa Sài Gòn xưa và nay. Nếu mà có gì đó mong các cô bác thông cảm bỏ qua cho, chứ không có ác ý gì đâu nha bác, nghe để biết thêm. Còn trúng hay chụp thì xin thưa bà con cô bác, bản thân ba mẹ cầu cũng không biết nữa, tại vì ba mẹ cầu có ở thời đại điểm đó đâu. Năm 68 ba mẹ cầu còn chưa ra đời mà. Cho nên là đúng hay sai, có thiệt hay không thiệt thì cũng không biết, thì có chỉ biết nghe sao kể vậy, biết gì kể đó nha cô bác. Hình như đang có đá banh nè, 2-0 bật lên. Ồ, thắng 2-0 rồi, Ả Rập Sari bị thua 2-0. Xin thưa bà con cô bác á, nãy ba Michael thấy có một cái bác comment cho ba Michael. À, mùa này là mùa ở Việt Nam này, mùa này là mùa đi nhảy cầu.
có một bác vừa mới cầm men á, ba mày còn không có sợ đâu nha, các bác mở xuống dưới các bác kem đi. Cái dòng cầm men bác ấy vẫn còn á, bác ấy nói như nhắn là gì, ở Việt Nam mùa này là mùa nhảy cầu. Đó, các bác thấy ông TV nè, ăn nhậu rồi máy móc quá trời nè, thấy không? Thật ra nó cũng không có hiểu là cái mùa này mùa nhảy cầu đâu bác. Người dân ba mươi cầu đó từng chia sẻ đó. À, cái để nói về đường này, con đường Vĩnh Khánh này hồi xưa đó là rạch cầu trong nha bác. Đó còn con rạch đó, giờ lắp rạch làm đường nè. Người dân Việt Nam mình thường hay thói quen, thường hay nói câu coi đá banh mà không bắt độ là coi không có thú, không có hứng. Cho nên thường á, không ít nhiều cá độ tiền hay là gì đó. Còn nếu mà hồi đó thì ba mày còn nhớ, bây giờ không biết còn không. Ba mày còn thường hay bắt độ chầu cà phê, chầu ăn sáng, coi cho nó vui. Nói chung là người ta nói đá banh mà không bắt độ là coi chán, thôi vậy thà đừng coi, nó vậy á. Thì thường bắt độ chầu ăn sáng rồi uống cà phê hay gì đó. Đường này đường trong đảng là bác, cái đó là bèo bèo á bác, bình dân á. Nhưng mà chơi mà chơi cái độ lớn là bán nhà đợi, bán nhà bán vợ bán con để đi chơi cái độ bác, khó nha bác. Thì khi mà bán xong hết rồi cảm thấy là cuộc đời nó đen tối quá, tính một giấc mơ huy hoàng nhưng mà ai nghe nó điêu tàn luôn rồi. Thế là xin thưa các bác, rồi làm sao đi nhảy cầu. Nhưng mà cái thực sự mà cái chuyện này có thiệt không nào bác? Ba mày còn thấy báo chí cũng đăng nữa. Hiện tại bây giờ đang có một cái trào lưu là giới trẻ đùa giỡn với nhau cái chuyện nhảy cầu vậy bác. Hồi xưa cái câu cửa miệng của giới trẻ mỗi lần mà có làm gì đó, nó thường hay nói mày đi chết đi, mày đi chết đi. Nhưng mà bây giờ thì nghe cái mùa World Cup này thì bây giờ nó lại đùa cái câu vậy bác, mày đi nhảy cầu đi đó. Nó đùa những cái trò đùa quá ác. Cách đây khoảng độ rầy hình như là cách đây vài ba tháng gì đó, các bác còn nhớ cái MV mà của Sơn Tùng MTV không? Có một cái vụ mà gì mà nhảy nhảy gì đó, đó ra một cái vụ có một cái clip video có MV mà nhảy gì đó. Xin thưa bà con các bác, có dư luận người ta cũng lên án dữ lắm nha. Thật ra cái hành động đùa giỡn này nó nguy hiểm lắm nha bác, nó tai hại cực kỳ tai hại, nó giết người không gươm dao luôn đó, ba mày gọi nói thật. Cho nên tốt nhất là mình đừng có nên đùa giỡn mấy cái này. Tại các bác biết sao không, cái câu mà cứ nhảy đi á, bình thường một con người bình thường khỏe mạnh thì xin thưa bà con có khùng nó đi nhảy đúng không? Nhưng mà xin thưa bà con các bác, cái mùa này là cái mùa World Cup nè. Thật ra mình á, có một, nhiều người có một cái quan điểm ngộ lắm, đi bắt cá độ đá banh để hy vọng để mình làm giàu, hy vọng giống như là đi mua vé số vậy đó, hy vọng mình làm giàu. Nhưng mà họ đâu có biết rằng cái làm giàu đó là làm giàu trên cái sự đau khổ của người khác đó, nó ghê gớm lắm. Tiền á, thật sự nó không có tự sinh ra đâu, hoặc là nó cũng không tự mất đi đâu, mà nó chỉ chuyển túi từ người này sang người khác thôi. Cho nên khi mà mình chơi bắt độ đá banh đó, mình huy hoàng, mình reo mừng, mình chiến thắng, mình hồ hởi, mình đi ăn chơi, mình có tiền mình đi ăn chơi, ăn sung mặc sướng. Nhưng mà thật sự cái đó là mình đang ăn trên cái sự đau khổ của người khác đó bác. Trong một trận đá banh các bác thấy không, đó một người thắng 2-0 rồi, thì một đội á, sau khi kết thúc trận đấu họ sẽ reo hò trong niềm vui sướng. Nhưng rồi sau sẽ có một đội ủ rũ mặt mày rồi sân bóng ra đi. Thì trong chiến thắng cũng vậy đó bác. Xin thưa với các cô chú bác, mình ăn tiền, mình ăn có 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ gì mình không biết, 30 còn không biết. Mình có thể mình có một cuộc sống nó thoải mái hơn. Nhưng mà mình đâu có biết rằng 1 tỷ, 2 tỷ đó từ đâu ra. Của từ những người thua cuộc, họ buồn rầu, rồi họ về, họ có thể họ bán vợ, họ đỡ con, họ bán nhà, bán cửa để chung cho mình. Như vậy là mình làm giàu trên cái gì? Trên cái sự đau khổ của người khác. Có gì hay ho đâu các bác. Cho nên ba mày còn thấy đá banh này, cá độ này thì thực sự làm giàu cho ai ba mày còn không biết. Nhưng mà cuối cùng trắng tay nhiều lắm, đau khổ nhiều lắm. Tốt nhất là mình đừng có dính vô mấy cái đó. Rồi cái chợ này là chợ 200 nữa bác, đường Đoàn Văn Bơ. Cái này là ba mày còn nói thật đó, chứ không phải là ba mày còn làm YouTube mà ba mày còn nói đâu. Cái này là ba mày còn nói thật lòng. Tốt nhất chúng ta nên tránh xa mấy cái những cái cá độ đó.
không có hay. Mình ăn tiền, mình ăn cũng tiền của trên cái nỗi khổ của người khác, chứ đâu phải là mình ăn tiền. Chỉ có đồng tiền mà mình đổ mồ hôi sôi con mắt á, mình làm ăn, mình làm lụng ra đó, đó. Mình đi làm, mình dùng cái mồ hôi, công sức bằng máu và nước mắt của mình làm cái đồng tiền đó, mới đồng mình mới hãnh diện để mình xài vậy đó. Chứ hãnh diện gì mà đồng tiền mình ăn cá độ. Rồi bây giờ quay lại cái vấn đề mà cái đời đùa giỡn. Thì một con người bình thường thì không ai khùng mà đi tự tử đó. Đó, thưa bằng đó. Một con người bình thường không ai khùng đi nhảy cầu làm gì. Nhưng mà chú bác có biết không, cái sự đùa giỡn vô chớn đó, đến lúc mà những cái con người người ta thua cuộc đó bác, người ta đang trong cái tình trạng mà chơi vơi đó. À, chúng ta đang đi trong cái khu chợ ẩm thực nè, chợ 200 ban ngày nó là một cái chợ nha bác. Hồi xưa ba mới còn gọi cái khu này là chợ nhà thờ chút xíu. À, nhưng mà từ năm nào gọi là chợ 200 thì mình không biết, thú thiệt không biết, ai biết thì nói giúp ba Michael. Dù rằng là ba Michael là dân quận tư thứ thiệt luôn nha ba con. À, gia đình của ba Michael ở cái quận tư này là từ thập niên năm 40 luôn á, chứ không phải là mới đây dọn về đâu. Nhưng mà cái chợ này chợ là chợ 200 thì lần đầu tiên ba Michael nghe đó. Hồi đó ba Michael gọi là chợ xưa nhà khu nhà thờ xóm chiếu, hoặc là chợ xóm chiếu cũng được nữa. À, đây có giáo sư Sấm Chiếu nè, đây có trường, đó là trường Tam Bạc Hổ nè, bây giờ là Đinh Bộ Lĩnh nè. À, nhà thờ Sấm Chiếu này người ta còn, đó nó còn gọi là nhà thờ Con Gà, ở ngay chỗ bến Nhà Rồng đó bác, sau này mới giờ về đây nha. À, bữa nào có dịp ba mấy con sẽ kể cho bác nghe tại sao mà ở quận tư có cái địa danh Sấm Chiếu. À, hồi xưa đây là trường Tam Bạc Hổ B nè, dạy cấp 1. À, đây là giáo sư Sấm Chiếu, hay mình quay lại đi, giờ vô đây tối lắm. À, nhà thờ Sấm Chiếu này hiện tại vẫn còn lưu giữ là một cái bộ hài cốt của bà già chết khô hồi xưa ở bên Nhà Bè đó, ở trong ở nghĩa trang Tân Quy đó, sau này cải táng đưa về đây. Con đường này ở đây nổi tiếng nhất đó, hồi đó thời của ba Michael đó là súp nhau á. Ở đây có cái ủy ban nè, ủy ban phường 16 ở đây nè, ủy ban này giờ cũng mới xây lại nè. À, ở đây hồi xưa nổi tiếng nhất đó là súp nhau á. Không có nhiều quán ăn dữ vậy đâu. À, đó chỉ đây quán súp nè, quán lê que bên đây không có nhiều nước quán đâu, bây giờ nó mới nhiều nè. Rồi thì quay lại cái vấn đề là tại sao mà chúng ta không nên đùa giỡn cái chuyện nhảy cầu bác. Tại vì vô tình giữa đối với những cái con người người ta đang suy sụp đó bác, mình đùa mấy cái đó thì đến lúc mà họ chế với thì họ phải. À, những con người ngộ lắm, khi mà vui vẻ thì không sao bác, nhưng mà đến khi mà con người mà nó đã suy sụp, nó buồn đó, thì cuối cùng cái thứ tối ngày thì kiếm mấy nhạc buồn coi, mà ba mẹ cậu thấy cũng buồn cười lắm. Ba mẹ cậu thấy nhiều người ngộ lắm, mình nghe nhạc để mình feel cái cảm giác gì đó, nhưng mà con người ngộ lắm, khi mà buồn, khi mà đau khổ lại càng kiếm nhạc buồn, càng kiếm nhạc đau khổ để mà xem mà nghe, trời ơi nghe xong còn buồn thúi ruột thêm nữa. Thì những người này cũng vậy bác, khi họ đang bị mất cái niềm tin, họ đã bị trượt xuống cái hố sâu rồi, trong đầu của họ lúc đó toàn là những cái dòng đen tối. Nếu mà họ vô tình, họ may mắn, họ kiếm được một cái năng lượng lành á, họ kiếm được một cái người nào đó, họ đưa tay họ cứu họ lên, thì có lẽ họ may mắn. Còn bây giờ họ vô tình họ chạm vào những cái câu mà cái chầu luôn mà đùa nhảy cầu như thế này nè, thì khi mà đang bế tắc rồi thì họ chỉ nghĩ trong đầu họ đây là con đường giải thoát duy nhất rồi, thế là sao, thế là họ đi. Đó, họ đi trong vô thức luôn đó bác, cho nên nguy hiểm lắm. Cái chào lưu này đáng lúc chúng ta nên lên án, đừng có cho nó thành cái chào lưu xấu này. Những cái tốt thì mình nên hay, cái còn mà những cái xấu mình nên bỏ bớt đi. À, các bác xem pin của ba mày còn nhiều á, bác thấy không, tiêu đề ba mày còn đặt những cái tiêu đề giật gân rồi này nọ, thấy ghê gớm không. À, nhưng mà một số người vô chửi ba Michael thì xin thưa bà con, có bác ba Michael cười trong bụng, tại vì họ có bao giờ họ xem pin của ba Michael đâu. À, xin thưa bà con có bác, toàn bộ tất cả mấy trăm cái phim của ba Michael các bác xem đi từ đầu đến đuôi đi, chưa bao giờ ba Michael cổ vũ cái xấu cả. Ba Michael không làm cho nó tốt đẹp hơn thôi, chứ ba Michael không bao giờ cổ vũ cái xấu đâu, cuộc sống nè. À, nhưng mà tại sao mà cái những cái tiêu đề ba Michael lại đặt như vậy. À, cái đó cũng là một cái chuyện thực để ba Michael mời các con chú bác vô xem.
Đây là chợ này, đó gọi là chợ kho 4 hả bác? Mời các vô bác vô xem kênh của ba mày cò, biết đâu đó trong quá trình mà vô tình mà lọt vô xem các bác thấy ba mày cò nói về Sài Gòn xưa, các bác thích rồi bác đăng ký subscribe kênh ủng hộ ba mày cò. Các bác thử coi đi, từ đầu từ đó giờ mấy cái video có bao giờ mà ba mày cò nói về vấn đề mà ba mày cò bôi bác chính trị, hay là ba mày cò chê về chê quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay là gì không, hay là cảnh sát quốc gia, hay là tân cao lên, hay là kia nhớ không bao giờ. Ba mày cò chỉ vai trò chỉ là vấn đề là mày cò kể lại thôi. Còn cái những cái gì mà lời khuyên của ba mày cò hầu như là không giúp ích được cho xã hội trong đời thôi, chứ ba mày cò không có khuyên cái xấu đâu. Thì cái tiêu đề của ba mày cò nó nghe ghê gớm gì đó, nhưng mà chỉ có những người mà vô mà bấm tay nhanh hơn não á, khoái gõ bàn phím á, thì mới vô chửi ba mày cò thôi. Chứ coi từ đầu đến đuôi rồi ít ai mà chửi ba mày cò lắm, tại vì ba mày cò có nói bậy gì đâu. Rồi thôi, nói nữa bác công với ba mày cò chìm vô cảm xúc nữa. Bây giờ mình quay về đường phố nha bác. Nhưng mà ba mày cò hy vọng là chúng ta đừng có nên đưa cái chầu lưu mà nhảy chầu của đó, mà cái đó là một cái điều mà hay, đáng lý chúng ta nên bài bỏ cái đó, tại vì vô tình chúng ta lại gây hại cho nhiều người lắm. Ồ, đây con, ui da thịt quá trời nè. Ồ, ở đây giống như một cái lò mổ heo vậy nha, làm lòng nè, làm mổ lòng heo rồi tim heo rồi. Có một người đem cái tủ lạnh lại giao rồi bác, công nhận ở Việt Nam chỉ có Việt Nam mới có chuyện đó thôi bác, nước ngoài không bao giờ có. Cho nên công ty Thế Giới Di Động đó, các bác biết không, bây giờ nó mở qua bên Indo đó. Thực ra dân số Indo nó nhiều hơn Việt Nam nhiều lắm nha bác. Nhưng mà xin thưa bà con các bác, nước ngoài bây giờ là ba mày cò hỏi ở Mỹ luôn á. Xin thưa với các chú bác nha, các bác ở Mỹ hay là ở Úc, ở gì luôn đi, ở hải ngoại đi đi. Có khi nào mà các bác mua cái tủ lạnh rồi xong rồi trong một ngày nó giao liền cho bác, mà nó 9-10 giờ đêm mà giờ nó giao cho các bác xem không? Đói, bây giờ chú bác nó vừa mới kéo cái tủ lạnh đó, ba mày cò thấy á, 9-10 giờ đêm bây giờ vẫn kéo tủ lạnh đi giao á đó. Đó, các bác thấy có một quốc gia nào như Việt Nam không? Xin thưa bà con các bác, ở nước ngoài nhân công nó mắc lắm nha bác, cho nên là họ đa phần họ tự làm, còn ở Việt Nam mình lười lắm. Như bản thân ba mày cò thú thiệt, nếu mà ba mày cò sống ở Mỹ á, xin thưa bà con các bác, đó ba mày cò kể, thậm chí mà thay nhất xe hơi cũng phải tự thay luôn nha bác, rửa xe cũng phải tự rửa. Xin thưa bà con các bác, rửa xe ở Mỹ á, rửa khoảng vài ba đồng á, thì mình là phải rửa bằng cái máy á, rồi nói chung mình phải làm từ A đến Z, vô hút bụi mình phải tự mình hút, nó có để sẵn cái máy gì đó, mình vô mình lấy mình hút bụi, rồi sau đó cái mình chạy xe vô cho nó xịt nó rửa, mà đó nó rửa tự động, nói chung nó đưa bằng máy hết. Nhân công nó chỉ có một người à, một người để nó, nói chung một hai, nói chung ít người lắm, nó không có được nhân công nhiều đâu, mà mình phải tự làm hết. Thậm chí là những cái hỏng hóc nhỏ là mình cũng vô, chứ bây giờ mình vô gara mấy ngàn bạc tiền đâu mình đóng tiền đâu. Rồi, cho nên ở bên Mỹ thậm chí là cái nhà mà nó có dột hay là gì đó cũng phải tự mua, ở trong đó nó có một cái siêu thị bán cái gì nó cũng bán hết, máy móc cái gì nó cũng bán cho bác đầy đủ hết, cho bác tự làm nha bác. Đó, ba mày còn nói thật đó, nếu mà ba mày còn ở Mỹ là ba mày còn phải làm hết tất cả những cái đó, tại vì nhân công nó mắc lắm. Rớ vô mà có nhân công rớ vô là tiền không nó chịu không nổi đâu, chứ không phải là mình hay ho gì đâu. Mình thấy tại sao mà dân Mỹ cái gì cũng biết làm, không hay ho đâu, tại làm đi xe cũng vậy nữa. Phải đi nếu chứ họ cái mà ra tiền đâu mà ra cho nổi. Cho nên thứ nhất cũng phải tự thay, rồi cái gì cũng phải tự làm. Ba mấy cô nói thật đó, chứ không phải là ba mấy cô bôi bác đâu. Nhưng mà xin mưa bác đó, bà con đó về Việt Nam ở, bây giờ riết cái hành ra lười, thấy cái gì trời ơi giống như thay cái bóng đèn. Xin thưa bà con của bác, ở Việt Nam bà con của bác mua cái bóng đèn đó lại nó thay miễn phí, xuống chạy xuống cái alo, bây giờ hồi xưa còn chạy xuống nhà alo, bây giờ có điện thoại alo, bây giờ ba mày còn chứ bóc cái điện thoại lên cái đèn nó chớp đúng không, alo em hả, lên thay giùm anh bóng đèn. Xin thưa bà con của bác, không hoàn toàn thay miễn phí luôn á. Rồi cái vòi nước nhà ba mày còn bị rỉ nước hả,
ở bên kia trời ơi, phải rửa sữa, tự sữa thấy mẹ luôn. Ba mấy cầu biết tự, ba mấy cầu biết sữa vào nước nha bác. À, vào nước mà nó rỉ rỉ á, nhiều khi là tiết kiệm là ba mấy cầu tự sữa đó nha. Nhưng mà xin thưa bà con các bác, ở Việt Nam có bác dẹp ba mấy đó ra đi em ơi, xuống hay anh vào nước mua cái vòi nước nó xuống hay dùng miễn phí. À, giống như nhà của ba mấy cầu cái vòi lọc đó, nó bị hư, nó cái ống, bác biết ống vòi lọc nó nhỏ xíu à. À, mà nó dễ bị đứt, nó bị nứt lắm đó. Alo em ơi, dây anh bị nứt rồi, rồi nó xuống nó thay vậy thôi. À, giá tự nhiên mình thấy nó rẻ, tự nhiên mắc gì mình phải làm. Xe hơi của ba mấy gò, xin thưa bà con các bác, đi xe ở Việt Nam này á, người dân ít khi nào mà tự mà đi thay nhớt xe hơi lắm nha các bác, không quẩn mà đi thay nước xe hơi luôn nha, kể cả taxi luôn. Người mà có tiền á thì đi vô gara chính hãng thay, cái tiền công nó thay các bác biết không đó. Rồi, nói chung không đụng giá nha. Rồi, rồi còn mà nếu mà bình bình như là taxi, như là mấy xe ráp này nè, đi ra mấy cái gara nhỏ nhỏ thay, chứ ai mà đi xe hơi mà tự thay nhớt bao giờ cả. Hồi xưa mình đi thẳng vô đó là có một cái nhà ga xe lửa đó bác. À, đây bồn nước nó nói ra thì nhiều khi mình bôi bác cái này nọ, nhưng mà mỗi mỗi quốc gia nó có một cái kháo riêng. Họ các đứa tư bản á, họ tôn trọng cái nhân công lao động lắm, cho nên đó là lý do tại sao Mỹ á, nó tối ngày nó cứ đi kiếm Trung Quốc, nó gia công hàng ở Trung Quốc hoặc là gia công hàng mấy nước khác, tại vì nhân công rẻ, giá nhân công rẻ mạt. Còn nói nếu mà giờ một cái đó mà nó làm ở Mỹ thì tiền đâu mà cái giá hình nó tăng lên, thì tiền đâu mà nó bán người dân mua được. À, ở đó bên đây bên phải này có cái đội cứu hỏa nè bác, có một cây xăng nữa. Cho nên người dân ở Việt Nam á, giá nhân công nó rẻ lắm bác, thành thử ra người dân hở một tí là người ta kêu thợ rồi. Còn ở Mỹ thì ngược lại nha bác. Còn quốc gia khác thì ba mấy cậu không biết. À, thì mỗi quốc gia nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Đó, cho nên dân Mỹ hầu như đa phần là dân tự làm không nhá. Còn mà người nào mà giống như sống á, ở bên Mỹ nha, người nào mà sống cái kiểu mà giống như ở Việt Nam vậy nè các bác, mà đi ra hở một tí là alo thợ tới làm, hư cái ống nước thợ tới sửa, hư cái điện thợ tới sửa, hư cái lò sửa thợ tới sửa. Rồi xin thưa bà con cô bác nha, những người ở Mỹ mà sống được như cái cuộc sống của những người dân Việt Nam hiện tại bây giờ như vậy nè, thì xin thưa bà con cô bác là dân có tiền đó, chứ không phải dân nhà nghèo đâu. Cái họ một tí mà kêu thợ tới, họ một tí kêu thợ tới là dân là gọi là dân có tiền đó. Rồi thêm một cái điều ngược đó nè, ở Việt Nam này dân đi ăn buffet thịt bò, bò Mỹ rồi bò đồ ha, ăn gà rán KFC ha, ăn mấy cái thứ đó đó, thì nó lại là dân ở Việt Nam mình là dân đó, là dân có tiền. Ở đây cục cờ thủ ngữ nè bác, hồi xưa ở đây có cái nhà hàng Ngân Đình nè. Nhưng mà xin thưa với các bác nha, ở Mỹ mà kêu mà đi ăn gà rán KFC nó ngán cái tận cổ. Trời ơi, thịt bò hả? Trời ơi, sườn bò hạt sườn dẻ bò thì từ mấy cái đồ đó tao nói hả? Ở Mỹ mấy cái dân đó dân nghèo nó mới ăn đó bác. Dân có tiền, dân lao động nó mới ăn mấy cái đồ thịt thà đó, mới ăn đồ ăn nhanh đó. Chứ mà dân có tiền, xin thưa bà con bác biết nó ăn cái gì phải không? Ăn rau. À, ăn đồ dưỡng sinh, ăn đồ sạch đó. Thì có bác thấy không, ở Việt Nam mình mấy cái rau thiếu cha bà gì, dân nghèo mới ăn mấy cái thứ rau đó đó, đó. Thì cho nên là ba mấy cậu nói ra vậy là để bác thấy mỗi quốc gia mỗi hoàn cảnh nó đều khác nhau hết. Mình không thể nào mình đứng ở quốc gia ở Mỹ mà mình so với Việt Nam, hoặc là mình đứng ở Việt Nam rồi mình cứ khen Mỹ, nó có một sự khập khiễng lắm, không có so sánh gì được. Một người quốc gia là một cái nền. Nói chung thôi giờ nói nữa đụng nữa, thôi giờ mình đi quay về đường phố nha bác. Ồ, ở đây bây giờ nó có gì vậy ta? Bây giờ tự nhiên nó dựng mấy cái căn nhà chầu gì đây ta? Ba mấy con thấy lạ lạ quá các bác, giống như Sài Gòn năm xưa quá ha. Hình như đang có một cái chuyện gì ở đây nè bác. Đang có bán rồi, bán đây luôn.
lâu quá ba mấy cầu không ra cái khu này, tự nhiên ba mấy cầu thấy nó lạ lạ. Họ xây dựng mấy cái căn nhà giống cái kiểu nhà xưa rồi bác, một cái nhà cấp 4 có cánh cửa xanh, có cái gói, rồi bên kia có cửa sổ. Trời ơi nhớ quá, nhớ mấy ngôi nhà này quá. Những cái ngôi nhà này là thập niên 80 nè bác. Dạ không em. Hình như ở đây đang chuẩn bị ba mấy cầu biết rồi, sắp sửa Noel cho nên người ta làm mấy cái này nè. Đó các bác thấy không, Sài Gòn mà cuối tuần. Các bác thấy không, Sài Gòn cuối tuần ha. Đây là công viên Bến Bạch Đằng nè. Vui quá ha. Ở đó đây là có bến đò Thủ Thiêm nè bác. Ở đó bên tay trái này là bốt cảnh sát quận nhất. Đó. Đó, bậy. Ở đây là tòa hành chánh quận nhất. Tòa hành chánh quận nhất. Bên phải là bến đò Thủ Thiêm. Đây là Đức Thánh Trần Đạo nè. Ấm tổ của binh chủng hải quân đó. Đó. Trước mặt các bác hồi xưa đó là trại Bạch Đằng đó nha. À, nơi đó là nơi bộ tư lệnh hải quân đó, là đóng đó. Bên tay phải ba mươi cầu đây người ta gọi đó là cầu tàu bộ tư lệnh. Rồi đằng kia xích xuống tí xíu nữa có sân cờ. Rồi mình đi dạo một vòng. Nơi đây là cái công trường này người ta gọi là công trường Mê Linh. Vào nền cái thời mà đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đó bác. Nơi đây có một cái tượng đài là hai Bà Trưng. Nhưng mà đến năm 1963 cái chào mà của ông Diệm bị lật đổ đó, thì nơi đây cái bức tượng này cũng bị lật đổ xuống luôn. Bởi vì người dân cho rằng đó là hình mẫu của hai mẹ con Madame Nhu. Rồi con đường này đường Hai Bà Trưng nè. Bên tay phải này hồi xưa là hãng nước đá nè bác. Hồi đó ba mấy cậu nhớ có thời gian nó buồn nó lâu lâu ra đây. Cái khúc bên đây bên tay phải nè có cái bia La Ve, bia Sài Gòn. Họ bán bia. Rồi xong đó cái họ bán luôn cái quán nhậu. Ba mấy cậu ra đây kêu dĩa rau muống xào tỏi, thêm dĩa đậu hũ nữa. Ngồi lái ra vài chai bia. Đó. Con đường bên tay trái đường Mạc Thị Bưởi nè. Mạc Thị Bưởi này hồi xưa là đường Nguyễn Văn Thinh. Đó các bác có thấy xứ sở nào không? 10 giờ đêm mà thấy xe đông đúc không? Còn hơn ban ngày nữa. Chỉ có Sài Gòn mới có thôi. Sài Gòn là nổi tiếng ăn chơi mà. Khu này là khu nhà giàu nha bác. Xin thưa với các bác, những ai mà ở trong cái khu quận nhất này nè, mà nếu mà có ai mà nói với các bác á, là họ nghèo khổ á, các bác quýnh họ giùm ba mày cò, quýnh thật mạnh luôn. Con đường này đường Nông Du nè, xưa là đường Thái Lập Thành. Những ai mà sống ở đây nè mà nói mà họ nghèo khổ, bác quýnh mà giúp ba mày cò. Ở đây mà nghèo nổi gì, rớ vô căn nhà này là cả chục tỷ không đó. Nội mà cho thuê không là sống cũng ngon nữa, khỏi cần làm gì hết đó, về hưu sớm luôn. Những cái nhà đây là giờ là cả gia tài nha bác. Đây là xóm nhà giàu Sài Gòn đó. Nhưng mà xin thưa bà con của bác, nhà càng giàu thì không biết có chơi cá độ không thì không biết, nhưng mà cái mùa đá banh này á thì ba mấy cậu thấy là đợt vừa rồi là công an cũng triệt phá mà đường dây mà mấy chục ngàn tỷ á. Thì xin thưa bà con của bác á, ba mấy cậu nghĩ là chỉ có sớm nhà giàu chơi cá độ thôi, chứ dân nghèo làm gì mà có tới mấy chục ngàn tỷ mà đánh, đúng không bác? Chỉ có dân giàu mới có tiền cỡ đó mới chơi nổi, chứ còn dân nghèo làm lương ba cọc ba đồng tiền đâu mà đánh, tiền đâu mà bắt độ. Bắt vài ly nước ngọt hay là vài ly cà phê, tô phở ăn sáng là thấy cũng sặc máu rồi. Ở bên kia đó là cư Sabrin đó. Mình đang đi trên con đường này đường Hai Bà Trưng nha bác.
Đây đây người ta gọi đó là dốc sương mù. Đó bác thấy đang mình đang đi lên con dốc không? Chúng ta đang đi ở dốc sương mù rồi đó. Ngày mai là ba mẹ cô đi qua bên nhà ngoại ăn sinh nhật à, sinh nhật tổ chức ở bên nhà ngoại. Đường này đông dữ ta. Trời đèn xanh mà chưa ai, chưa thể chạy xe luôn á bác thấy không? Đông dữ vậy á. Rồi bắt đầu đến lượt mình chạy đó lên tới 13 kìa, 12 giây kìa. Đó rồi xong luôn. Mình chạy lên tới đó là nó đèn đỏ bà rồi. Còn gì nữa đi. Đó 4 3 2 1. Hết giờ. Rồi. Đó, đèn đỏ rồi thấy không? Rồi chạy lướt qua luôn. Đó phong cách của Việt Nam đó. Nhiều người chửi ba mấy cô cái chuyện này lắm. Còn vài ba giây cái nứng ná chạy lướt qua luôn. Ở đây là đường Lý Tự Trọng nha bác. Hồi xưa đó là đường Gia Long. Bên tay trái trước mặt các bác đó, đó là trường hồi xưa đó là La Santa Be. Đây đó là trường La Santa Be. Trường này nổi tiếng lắm. Hơn 10 giờ rồi nha, giờ chắc cầu 10 rưỡi á. Đường phố Sài Gòn vẫn đông, người ta vẫn đi bộ, người ta đi dạo kìa. Cho nên Sài Gòn là chỉ có tập trung ngay ra ngay khu trung tâm thì mới vui thôi nha bác. Đó. Chứ còn mà đi ra mấy vùng ven á buổi tối buồn lắm. À, bên tay trái này là đường sách luôn à. Con đường này bây giờ mang tên là đường Nguyễn Văn Bình nữa bác. Trước năm 1975, sau năm 75 luôn. Thì con đường này nó mang tên là đường Nguyễn Hậu. Bên tay phải ba mẹ gò đây là tổng lãnh sự quán à, bên tay trái này hồi xưa đó là trụ sở hãng xăng dầu của bác, hãng xăng dầu Esso à, còn bên phải là tổng lãnh sự quán Pháp nè. Con đường này đường Nguyễn Thị Minh Khai. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai này thì hồi xưa nó tên là đường Hồng Thập Tự. Hồi đó đây ngay khúc này cũng có nhiều quán bar lắm nè. Jaco Sushi.
Rồi mình qua đây là con đường này, đường Trần Cao Vân nè bác. Mình quẹo vô đường Trần Cao Vân này để mình ra hồ con rùa. Giờ ba mẹ cầu chở bác đi hồ con rùa nha. Rồi đây là đường Trần Cao Vân. Trước mặt của bác đó là hồ con rùa. Lầu 8. Hồ con rùa nhưng không có rùa. Hồi xưa con rùa nằm ở dưới đó bác. Có cái tấm bia. À, nơi đó là tấm bia là ghi là mấy cái tên của mấy cái quốc gia đồng minh mà viện trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó bác. À, bây giờ mời các bác chở các bác đi dạo vòng hồ con rùa. Hồ con rùa này nổi tiếng nhất là phố ăn vặt. À, buồn buồn đó mình ra đây cái mình ngồi ăn vặt, ăn bánh tráng trộn. Rồi bên tay phải bà Michael đây nè. À, hồi xưa đó là Viện Đại học Sài Gòn đó bác. Rồi sau năm 1975 thì nơi đó là trở thành một cái nơi xí nghiệp may. Hình như là xí nghiệp may Sài Gòn 2, Sài Gòn 3 gì đó. À, mình dạo một vòng ha. Hồi xưa nổi tiếng là bán bò bía nè. Giờ thì nổi tiếng là bán bánh tráng trộn. Rồi con đường này đường Phạm Ngọc Thạch nè. Phạm Ngọc Thạch này là con đường trước năm 75 là đường Duy Tân. Bên tay phải này là đó là nhà của một cái ông gì bên quân y bác. Mà ba mẹ còn như là nhớ là như là hãng bông bạch tuyết đó bác. À. Còn bên tay trái này là nhà của giám đốc điện lực. À. Xin thưa bà con cô bác, nhà căn nhà này là hồi xưa là giám đốc điện lực nè. Cái nơi mà cô bác thấy mà mấy cái trụ điện mà để CEE á. Còn bên tay phải này nè, nhà này là nhà của ông bà Ưng Thi. Ra đây là nơi mà tầng 3 của bà Madame Nhu á. À, tầng sống ở đây nè bác. Còn bên tay trái nhà văn hóa thanh niên, hồi xưa là trụ sở của Tổng hội sinh viên Sài Gòn, Việt Nam luôn chứ hả? Việt Nam hay Sài Gòn, hiểu quên rồi. Còn đây là thành đoàn nữa quá, thành đoàn Phạm Ngọc Thạch. Ồ, cái chỗ này ba mới còn quên rồi. Kiến trúc mà giữ y nguyên rồi bác. Các bác còn nhớ được ngay chỗ cái thành đoàn này hồi xưa đó là cái gì không bác? Bác nào nhớ nhắc giúp ba mẹ cầu với số 1 Phạm Ngọc Thạch. À, số 1 Duy Tân. Bên tay trái này là Palace. Không phải Tamin Plaza, quên. Nơi đây hồi xưa đó là khởi đầu tiên của nó là Sài Gòn Xe Hơi Công Ty. Sau này nơi đây là trụ sở của công ty RMK. Thì các bác biết công ty RMK rồi mà đúng không? Là nó là cái công ty mà xây cái xa lộ Biên Hòa đó. Wow. Wow, trang trí Giáng sinh rồi. Năm nay chơi người tuyết ha. Năm nay chơi người tuyết các bác. Có một bác nói với bà mày cồ là đi quay sớm đạo đi. À, nhưng mà xin thưa bà con cô bác á, mấy bữa giờ ba mày cồ cũng đang dò miết á, nhưng mà hầu như là chưa thấy có sớm đạo trang trí. À, có nếu mà sớm đạo mà có trang trí là ba mày cồ đi quay cho bác xem liền rồi. Rồi đây là công viên 30/4 ha. Đây là nhà thờ Đức Bà. À, nhà thờ Đức Bà. Trời ơi quá trời đông luôn bác. Để bà mày cầu kiếm cái bà mày cầu dừng lại chụp tấm hình cho bác xem ha. Ở đây hồi xưa có nhà sách Liên Châu hay Bích Châu vậy bác. Ba mày cầu quên cái tên rồi, các bác nào còn nhớ các bác nhắc giúp ba mày cầu vậy. Ba mày cầu chỉ nhớ cái châu thôi. Nhà sách này là của chuyên bán thiếu nhi sách thiếu nhi tiếng Pháp đó bác. À, đây là nhà thờ Đức Bà về đêm. Ba mày còn thấy có các giáo dân ra đây đốt nến nè. Bây giờ gọi là đốt nến nha bác.
với ba mẹ cậu nhớ hồi xưa gọi mấy này là đèn cầy. Không biết hồi xưa có sử dụng từ nến không thì ba mẹ cậu không nhớ, nhưng mà hồi xưa đây là ba mẹ cậu gọi là đi đốt đèn cầy không à. À, không biết mình nói đúng không ta, hay là bây giờ người ta gọi đèn cầy, hồi xưa người ta gọi nến ta. À, các cô chú anh chị và các bạn nào đã từng sống Sài Gòn trước năm 1975 có thể giúp ba mẹ cậu biết được là hồi xưa mình gọi là đèn cầy hay là nến các bác. À, các bác nào biết các bác ra comment giúp ba mẹ cậu nhé. Chứ hồi đó ba mẹ cậu nhớ cái tuổi thơ của ba mẹ cậu hồi nhỏ là thường hay nói là đi đốt đèn cầy, Tết Trung Thu là cũng đi lấy đèn cầy đi đốt. À, hoặc là cúp điện cũng lấy đèn cầy đi đốt. Mà bây giờ thì sử dụng cái từ đèn cầy chắc giới trẻ nó không có hiểu đâu bác. À, giống như cái mấy đứa con của ba mẹ cậu mà giờ đi nói đi đốt đèn cầy chắc nó không biết đâu, mà đi đốt nến, hỏi nến. À, hồi xưa đi cắt bánh sinh nhật đi hỏi đèn cầy, còn giờ là đi hỏi nến, hình như là vậy đó. Không biết các bác nào biết các bác xác minh lại giúp ba mẹ cậu chứ. Đó, hồi xưa xác minh ơi cái ngộ lắm đó, bây giờ tiếng Việt nó cũng ngộ lắm. Bây giờ ba mẹ cậu nghe có nhiều cái từ rất là đã bác. Hồi xưa là chứng minh ha. À, mình làm gì mình cũng phải chứng minh mình làm đúng, hay là mình gì đó, hoặc là mình nói một cái gì đó mình phải có bằng chứng hay là chứng minh. Nhưng mà xin thưa bà con cô bác, bây giờ là ba mẹ cậu sáng hồi nãy mới cũng nghe coi tivi á, rất nhiều người bây giờ họ không sử dụng cái từ chứng minh nữa bác, mà bây giờ họ lại sử dụng cái từ là minh chứng nha bác. À, bây giờ ba mẹ cậu thấy cái từ minh chứng này là sử dụng nhiều lắm nha, trên đài tivi cũng sử dụng từ này. À, minh chứng. À, đó, thì nói chung là sơ sơ khái quát những cái sự thay đổi trước và của ở Sài Gòn trước và sau năm 1975 nha bác. À, những gì ba mẹ cậu nhớ thì ba mẹ cậu chia sẻ, hoặc là những cái gì ba mẹ cậu sưu tầm ba mẹ cậu biết ba mẹ cậu cũng chia sẻ luôn. À, rồi các bác thấy ba mẹ cậu nói thiếu cái gì đó các bác góp ý vô thêm. Bên tay trái này hồi xưa đó là công viên Chi Lăng nè. À, bên phải là dinh Thượng Thơ ha. Hồi xưa trước năm 1975 đó, đó là Bộ Kinh tế. À, Bộ Kinh tế nằm ngay đây nè. Không biết video dài chưa ta. Dạo này mỗi ngày làm có một video à. À, thành thử ra sung làm một cái video dài thò à. À, không biết các bác xem nổi không á. thì nói chung là ba mẹ cậu làm theo nhu cầu của các người bác thôi. À, ba mẹ cậu làm video dài mà có bác không xem là mai mốt ba mẹ cậu cắt nhỏ ra đó. À, tại vì dễ biết lắm. À, các bác mà xem á là YouTube nó đề xuất hoài à. Còn mà các bác xem không hết video hay là gì đó là tự động nó ngưng lại là mai mốt ba mẹ cậu cắt nhỏ video ra. À, đây là tòa Đô Chánh nè bác. À, tòa Đô Chánh này là gắn liền với cuộc đời của ông Đỗ Kiến Nhiễu nha bác. À, ba mẹ cậu hay gọi là bác Nhiễu. Cũng thân với gia đình của ba mẹ cậu lắm. Hôm bữa trước tới cái chỗ mà tổng cục rồi để bữa nào đi tới chỗ đó mà không biết là các bác không có xem hết cái video, hoặc là có phải là các bác không biết. Ba mẹ cậu có nói với một bác đó là bác Tiêu. À, bác đó là bác là Hoàng Ngọc Tiêu. À, nhưng mà biệt danh của bác là Cao Tiêu. À, à, nhưng mà ba mẹ cậu đọc lại là ba mẹ cậu nhớ lúc đó ba mẹ cậu đọc là Hoàng Cao Tiêu, nhưng mà không thấy các bác nào sửa lại cho góp ý với ba mẹ cậu hết, cho nên ba mẹ cậu không biết rằng là các bác có xem hết video của ba mẹ cậu hay không. Cái viên mà ba mẹ cậu đi quay Thị Nghè á bác. À, thì cái đợt đó là ba mẹ cậu có nói sai cái một chỗ. À, bác Tiêu đó, tại vì bác Tiêu đó cũng thân với gia đình của ba mẹ cậu lắm. À, nhưng mà không thấy các bác góp ý gì hết, cho nên nhiều lúc ba mẹ cậu đi làm phim nó có nhiều chỗ sai lắm nha bác, chứ không phải là cái gì ba mẹ cậu nói cũng đúng đâu nha bác. Cho nên các bác nào mà xem mà thấy mà ba mẹ cậu có lỡ mà nói sai chỗ nào có bác góp ý với ba mẹ cậu khác để lần sau ba mẹ cậu nhớ. Chứ các bác đừng thấy mày nói sai tao cho mày nói sai luôn à, buồn lắm các bác. À,
Rồi cái này hình như ba mấy cầu quay hoài, khúc này quay hoài à. Thôi chắc video nó cũng đã dài rồi. Thôi ba mấy cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mấy cầu. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.